tiếp tục là đi thu thập những con quái vật camera, chiến đấu với quái vật bồn cầu chân nhện các bạn ạ. Ok ok, ui cộng 10 x7 không, chúng ta sẽ cộng 10 được hơn 3 con quái vật các bạn ạ. Đấy, đông chưa đông chưa, ôi chứ lắm, ôi lại còn phải chiến đấu với con quái vật bồn cầu chân nhện ở đường này nữa. Không sao, về đến đích chúng ta được vẫn còn 5 con này, kết hợp lên nha. Ôi xoẹ lên nào, ok luôn, lên đi nào, đây rồi lên. Được rồi các bạn ơi. Rồi, chiến đấu nào, xem nào. Ui, bên kia kìa, có một con quái vật gì kia các bạn ơi, màu vàng chóe luôn. Nhưng mà không ăn thua. Xem đây, xem đội hình của mình đây. Có một người tóc vàng xoăn tít luôn. Vàng, vàng Victory. Ok, đi tiếp nào. Ôi, lại tấn công này các bạn ơi. Nhưng con quái vật bồn cầu. Ui, cộng 8 lên. Đúng rồi. Nào, chúng ta sẽ phải lướt qua đây. Ui, cầm súng, bắn. Wow, thu thập được cả súng rồi các bạn ơi. Thế thì những con quái vật bồn cầu chân nhện kia làm sao mà chống lại được những con quái vật camera của mình. Thấy chưa. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vòng qua đường này. Lại tiếp tục tấn công nữa. Ơi, bay. Wow, bên này. Rồi, tấn công ngư. Rồi, bắt đầu bắn. Đi, cố lên. Ui, cố lên nào. Wow, may quá. Rồi, vẫn còn rất là những anh em sống sót. Và rồi, lại con rồng này, xem quảng cáo không đấy. Kết hợp lên. Nào, ok luôn. Dậy rồi, kết hợp lên. Đúng rồi, tiếp tục kết hợp rồi. Lên nào. Đấy nè, đấy. Ôi, uầy. Xin. Các bạn ơi, nhìn bên kia kìa. Có một con quái vật kia robot đứng ở trên đầu luôn. Hai con quái vật bồn cầu có cánh máy bay luôn. Đấy, xịn đấy. Nhưng mà không biết mình có thể chiến thắng không các bạn nhỉ. Wow, cầm hai thanh kiếm. Xanh. Uầy, ghê đấy. Nhưng mà, cố lên nào. Ôi, các bạn ơi, lâu, mình bị thua rồi các bạn ơi. Không thể nào chiến đấu lại được cái con robot cầm thanh kiếm kìa. Tiếp tục đi nào các bạn ơi. Ok, ôi, cộng 8 nè. Ngon. Rồi, đồng quả. À, anh em ơi, cùng nhau xông pha. Lên nào, bay qua. Ui, bay, wow. Cái vỏ leo quá ghê luôn. Wow. Được rồi. Về đến đích nào. Được 5 con quái vật các bạn ơi. Wow, bên kia ghê quá luôn. Hai con quái vật có cái súng ở trên đầu luôn. Ui, ghê. Rồi, cái nào lên. Nào, lên nào, xem là cái gì. Wow, đi này. Một anh robot quá ghê gớm luôn. Lên đi, đúng rồi. Chiến đấu xem nào. Có thể chiến thắng được không các bạn ơi. Nào. Yeah. Các bạn ạ, chiến thắng dành cho mình. Tiếp nha. Rồi, vẫn là cộng 10 đấy nào. Ok, rồi, cộng 3 tiếp các bạn ơi. Ui, sao lần này đông thế. Rồi, nữa sân đấy. Ok, đã về được đến đích. Bên kia kìa, 3 con quái vật loa độ luôn. Hai con quái vật gì kia các bạn ơi, nó vàng chóe luôn. Nào, kết hợp lên. Rồi, ok, đây. Vào đây, đúng rồi. Xem nào. Đây, xem nào. Mình sẽ củng cố thêm, ok luôn. Đấy, lên nào, ok, củng cố ở dưới các bạn ơi. Ok, để sau đây, xếp. Chiến đấu xem nào. Ui, 3 con quái vật loa độ kia. Bên kia, đã bị tiêu diệt rồi. Còn 2 con quái vật màu vàng kia thôi các bạn ơi. Nhưng mà, cũng không ăn thua. Vẫn chiến thắng các bạn ạ. Ok, đi tiếp thôi. Ui, lại tấn công của những con quái vật bồn cầu này các bạn ơi. Ui, sao mà đông thế. Rồi, đỉnh bà đi. Bắn đi. Thôi các bạn ơi, lần này không chống lại được những sự tấn công của quái vật bồn cầu chân nhẹ. Rồi, đi lại nào. Cố gắng. Ok, chạy nhanh lên. Đây rồi. Nước xa đây. Ok. Bắn đi. Rồi, không nằm lại. X3 lên. Rồi, được 9 con quái vật. Nước xa đây. Ok, ui, lấy súng bắn. Ui, các bạn ơi, nhìn này. Súng của mình này. Xịn chưa. Ui, bay. Súng bắn ra tia màu tím luôn. Đâu, ra đây. Những con quái vật bồn cầu. Mình không sợ nữa đâu. Ôi. Đen. Ui, nước xa đây. Wow, cộng 2 năm lần. Ui, đồng nghìn nghìn. Ôi, các bạn ơi, bị tiêu diệt mất một nửa rồi. Ôi,
đâu. Ok, rồi mình sẽ cẩn thận và cố gắng hơn để có thể vượt qua được cái màn này. Cố lên nào. Đây rồi. Súng đây rồi. Súng đây rồi. Kaiden được 28 con quái vật rồi các bạn ơi. Rồi, lên sang đây. Teng teng teng. Nào, đi từ từ thôi. Chúng ta sẽ bắn nào. Lướt qua đây. Đúng rồi, bắn đi. Nào, bắn. Ui, cộng 25 đi. Đúng rồi. Wow, bắn đi. Lướt sang đây. Wow, các bạn ơi. Hiện tại bây giờ mình có 31 con. Liệu có thể giành chiến thắng không? Bắn đi. Wow, có các bạn ơi. Ui, về đến đích tận nhiều không các bạn ơi? Quá nhiều đúng không? Ui, 2 con rồng này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kết hợp lên nha. Ok. Úi xua, ui, đông anh em quá. Ok luôn. Lên nào. Ok, lên. Được rồi. Đây. Kết hợp lên. Được chứ, sẽ tăng nữa. Ok, để ra đây. Chiến đấu lại xem. Ok nào. Rồi. Mình có thể victory không các bạn ơi? Wow. Có các bạn ạ. Chiến thắng. Rồi, ok, let's go. Thấy chưa? Nào, đi qua đây. And. Rồi, chúng ta đi qua cầu nào. Bay các bạn ơi. And. Rồi, lướt qua đây. Nhảy lên nào, lướt sang đây. Ok luôn. Lao lại về đích rồi các bạn ơi. Ui, sao bên kia này những con quái vật bồn cầu ghê thế các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu. Yên tâm đi các bạn ạ. Mình chiến thắng cho mà xem tới nè. Ui, có một con cáo các bạn ơi. Cáo người máy luôn. Kìa, thấy không? Wow, con cáo kia khỏe quá. Khỏe ư. Nhưng mà không ăn thua. Mình vẫn chiến thắng. Tiếp nha. Rồi, cộng 10 lên nào. Ok, bay qua đây. Ui, cộng 3 lên. Rồi, lấy cái chìa khóa nào. Ngon. Rồi, nước sau đây. Rồi, tiếp tục nào. Đi vào đây để mà lôi cái cầu lên để mà đi qua các bạn ạ. Ok luôn. Quả chiến đấu với 3 con quái vật bồn cầu chân đen không ăn thua. Ui, các bạn ơi, bên kia sao bây giờ kinh thế. Nhìn kìa. Rồi. Bây giờ thì mình kết hợp hai anh em loa độ này lên tiếp các bạn ơi. Wow, được 2 siêu nhân luôn các bạn ạ. Rồi, siêu nhân người máy luôn. Bên kia đã cử ra con siêu nhân cầm kiếm rồi. Nhưng mà không ăn thua. Rồi, không ăn thua đâu. Cố lên nào. Victory vẫn dành cho mình. Yeah. Ok, let's go, tiếp tục đi thôi. Ok nào, cộng lên. Cộng tiếp lên nào. Ôi, lại phải trừ rồi. Buồn quá, x lên, x2 luôn. Ôi, được cái chìa khóa này, ngon. Cố gắng lên. Ôi, chú 6, lượt qua đây, không. Rồi, về đến đích rất là nhiều những con quái vật luôn. Xịn. Ui, bên kia càng ngày càng củng cố mạnh mẽ luôn các bạn ạ. Lại con dòng này suốt ngày bay qua đây để mà cung cấp ư. Nhưng mình không đấy. Hai, cái đó mình, đây rồi. Lên đây. Ok, lên. Nào, kết hợp lên. Ok, đây rồi. Tiếp tục nào. Được rồi. Để lên đây các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp hai con siêu nhân này lên xem. Wow, cái gì đây? Cầm một cái diều khỏe quá. Chiến đấu thôi. Thế thì bên kia lại bị thua thôi các bạn à. Nhìn đây. Ăn thua nào. À, làm sao mà chiến thắng được đội hình của mình đúng không các bạn? Nào. Rồi, cố lên. Yeah, bụp. Ui, con quái vật kia khỏe thế. Wow, khỏe thế. Nhưng mà không ăn thua, vẫn chiến thắng dành cho mình. Ok các bạn, vừa rồi mình lại tiếp tục đi thu thập những con quái vật camera để chiến đấu với những con quái vật bồn cầu chân nhện. Và mình liên tiếp giành chiến thắng. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.